Theo thông tin từ báo Việt Plus cho hay, cơ quan cảnh sát thành phố Bình Nhưỡng đã phát hiện những mảnh vỡ của một chiếc UAV bị rơi ở khu vực gần quận San và phía Triều Tiên khẳng định chiếc UAV đó đến từ Hàn Quốc. Theo KCNA, Reuters, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên ngày 18 tháng 10 ra tuyên bố khẳng định nước này đã tìm thấy những mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái UAV quân sự bị rơi của Hàn Quốc. Theo người phát ngôn trên, cơ quan cảnh sát thành phố Bình Nhưỡng. Hôm 13 tháng 10 đã phát hiện những mảnh vỡ của một chiếc UAV bị rơi ở khu vực gần quận San. Nhóm điều tra chung của Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Quốc gia và các cơ quan chuyên môn hữu quan khác đã tiến hành giám định pháp y. Kết quả là nhà chức trách Triều Tiên đã chứng minh một cách khoa học rằng chiếc UAV đó đến từ Hàn Quốc. Qua kiểm tra và phân tích kỹ thuật, các chuyên gia đánh giá đây là chiếc UAV do thám hạng tầm xa hạng nhẹ được trang bị cho bộ chỉ huy tác chiến UAV của quân đội Hàn Quốc trang bị. Tuyên bố nêu rõ, xét về hình dạng UAV, khoảng thời gian ước tính của chuyến bay, hộp giải truyền đơn gắn ở phần dưới thân UAV, rất có thể UAV này chính là chiếc đã giải truyền đơn khắp trung tâm thành phố Bình Nhưỡng, nhưng kết luận vẫn chưa được đưa ra. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh, nếu hành vi xâm phạm lãnh thổ vùng trời và vùng biển của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng phương tiện quân sự của Hàn Quốc bị phát hiện và xác nhận một lần nữa, thì vụ việc đó sẽ bị coi là hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng chống chủ quyền của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là lời tuyên chiến. Vì vậy, hành động trả đũa ngay lập tức sẽ được triển khai. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc từ chối xác nhận liệu những chiếc UAV như vậy có được sử dụng hay không và nếu có thì chúng được quân đội hay dân thường nước này điều khiển. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên leo thang kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay chứa xác qua biên giới Hàn Quốc hồi cuối tháng 5. Đáp lại, Seoul khởi động lại các chương trình phát thanh tuyên truyền, khiến Bình Nhưỡng tức giận. Triều Tiên cũng cáo buộc quân đội Hàn Quốc điều khiển UAV bay qua thủ đô Bình Nhưỡng trong 3 ngày của tháng 10. Chủ tịch Kim Jong Un gọi Hàn Quốc là một quốc gia khác và một quốc gia thù địch, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đây là tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un khi ông đi thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên hôm 17 tháng 10. Chuyến đi được thực hiện hai ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn được xem là biểu tượng cho sự hòa giải của hai bên. KCNA đưa tin, Chủ tịch nhấn mạnh quân đội Triều Tiên cần ghi nhớ một lần nữa, thực tế Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài và một quốc gia thù địch. Nếu chủ quyền của Triều Tiên bị Hàn Quốc, một quốc gia thù địch xâm phạm, lực lượng quân sự sẽ được sử dụng không do dự và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện nào. Cũng theo ông Kim, việc Triều Tiên chặn các tuyến đường bộ và đường sắt không chỉ mang ý nghĩa đóng cửa về mặt vật lý mà còn chấm dứt quan hệ với Hàn Quốc và xóa bỏ hoàn toàn ý tưởng thống nhất. Trong quá trình thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn 2, Chủ tịch Triều Tiên một lần nữa nhắc tới tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chiến đấu và bảo vệ an ninh quốc gia thông qua năng lực sẵn sàng chiến đấu mang tính áp đảo, bao gồm dân đe hạt nhân. Theo hãng tin Yonhap, trong những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy, ông Kim chỉ vào một bản đồ lớn trên bàn, phần lớn đã bị làm mờ nhưng vẫn để lộ sợ Điều này cho thấy quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên có thể đã lập kế hoạch tấn công nhắm vào thủ đô Hàn Quốc. Những bức ảnh còn hé lộ một màn hình TV lớn ở phía sau ông Kim hiển thị bản đồ bán đảo Triều Tiên với một đường màu xanh được vẽ ở vị trí gần khu phi quân sự ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên. Theo thông tin từ báo Việt Nam Net cho hay, Triều Tiên gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch trong hiến pháp, nói việc cho nổ các tuyến đường nối liền hai miền là phù hợp với văn bản luật cao nhất của Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, trong ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp, qua đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Cũng theo KCNA, Bình Nhưỡng coi việc cho nổ một số tuyến đường bộ nối liền bán đảo Triều Tiên là hành động phù hợp với hiến pháp, thể hiện nỗ lực tách biệt hoàn toàn lãnh thổ với Hàn Quốc. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ các tuyến đường bộ cao tốc và đường sắt giữa hai miền cũng đã bị chặn hoàn toàn. KCNA cho biết đây là phương thức hợp pháp và tất yếu, được thực thi theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó định nghĩa Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Đây cũng là biện pháp phản ứng trước những hành động khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng của các thế lực thù địch. Về phía Hàn Quốc, Seoul đã lên án mạnh mẽ động thái của Bình Nhưỡng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố rằng chính phủ nước này có thể kiện Triều Tiên bởi dự án đường bộ và đường sắt kết nối hai miền, bao gồm khoản vay trị giá 133 triệu đô la Mỹ của Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc tuyên bố mọi trách nhiệm liên quan đến việc cho nổ các tuyến đường bộ lên triều thuộc về Bình Nhưỡng kể cả nghĩa vụ trả nợ. Vào ngày 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ một phần đường Gyeonggui và Đông Hê ở phía bắc đường phân giới quân sự MDL. Hai tuyến đường này từng được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường lên Triều. Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 15 tháng 10 kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động làm leo thang căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng cho nở tung các tuyến đường biểu tượng cho hợp tác liên triều. Hãng tin John Hap dẫn lời ông Matthew Miller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, tại một cuộc họp báo, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Triều Tiên cùng với đồng minh Hàn Quốc. Ông Miller nói thêm, chúng tôi tiếp tục thúc giục Triều Tiên giảm căng thẳng và chấm dứt mọi hành động làm gia tăng nguy cơ xung đột, đồng thời khuyến khích nước này quay lại con đường đối thoại và ngoại giao trước đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc thông báo triều tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường liên triều nằm ở phía bắc đường phân định quân sự giữa hai nước động thái này diễn ra sau khi bình nhưỡng tuần trước công bố kế hoạch tách biệt hoàn toàn lãnh thổ khỏi hàn quốc Johns News đưa tin, cùng ngày 15 tháng 10, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu ông quay lại Nhà trắng, Hàn Quốc sẽ phải trả 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho 28.500 lính thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, gọi tắt là USFK. Ứng viên Đảng Cộng hòa còn mô tả đồng minh châu Á này là cỗ máy kiếm tiền. Ông Trump cũng đề cập đến quá trình đàm phán thỏa thuận biện pháp đặc biệt gọi tắt là SMA khi ông còn tại nhiệm, nói rằng ông đã yêu cầu Hàn Quốc trả 5 tỷ đô la Mỹ một năm vào thời điểm đó. Ông nói ám chỉ đến 28.500 quân nhân USFK, hàng chục ngàn quân đang trong tình thế nguy hiểm đối mặt với sức mạnh từ Triều Tiên, một nước có sức mạnh hạt nhân khủng khiếp. Tôi yêu cầu Hàn Quốc phải trả tiền và họ đã đồng ý, nhưng rồi ông cho Biden cắt giảm số tiền, thật đáng xấu hổ. Ông Trump đưa ra tuyên bố trên giữa lúc Hàn Quốc và Mỹ đạt được SMA thứ 12 hồi đầu tháng 10 vừa qua. Theo thỏa thuận, Seoul sẽ trả 1,14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Seoul và Washington đã khởi động các cuộc đàm phán SMA vào tháng 4 sớm hơn bình thường trong bối cảnh lo ngại ông Trump có thể gây cản trở nếu thắng cử. Giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên gia tăng, bất chấp việc đàm phán đã kết thúc, nhiều người vẫn lo lắng về khả năng cựu Tổng thống yêu cầu tái đàm phán thỏa thuận nếu chiến thắng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, gọi tắt là KCNA, đưa tin rằng đầu tuần này, Bình Nhưỡng đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60 mét dọc theo các phần phía đông và phía tây của biên giới, theo một phần của quá trình chia tách hoàn toàn theo từng giai đoạn giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Dẫn lời đại diện của Bộ Quốc phòng Triều Tiên, hãng tin KCNA cho hay các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện để biến biên giới phía nam đã bị chặn thành một pháo đài vĩnh cửu. Trước đó, hôm 14 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc gọi tắt là GCS, cho biết Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường cui -e và Đông Hề ở phía bắc đường phân định quân sự giữa hai nước. KCNA tuyên bố việc cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt này là biện pháp tất yếu và hợp pháp được thực hiện theo yêu cầu của hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia thù địch hoàn toàn. Cơ quan này cho biết đây cũng là phản ứng trước tình hình an ninh nghiêm trọng đang tiến đến bờ vực của một cuộc chiến tranh khó lường do các hành động khiêu khích quân sự, chính trị nghiêm trọng của các thế lực thù địch. Đây là lần đầu tiên Hiến pháp Triều Tiên chính thức xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Diễn biến này diễn ra sau cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên hồi tuần trước, được cho là nhằm sửa đổi luật quan trọng của nước này. Trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tháng 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết việc thống nhất về Hàn Quốc không còn là lựa chọn và kêu gọi sửa đổi hiến pháp để nước láng giềng có thể được tuyên bố là một quốc gia thù địch riêng biệt. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đều thiết bị bay không người lái thả tờ rơi tuyên truyền vào thủ đô Bình Nhưỡng ba lần trong tháng này. Sở Un không xác nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc trên nhưng cảnh báo Triều Tiên sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ nếu trả đũa bằng cách nhắm vào Hàn Quốc. Bình nhưỡng lần đầu đề cập đến việc cắt đứt kết nối đường bộ và đường sắt lên triều sau cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vài tuần trước. Triều Tiên gọi động thái này là các cuộc tập trận chiến tranh khêu khích để gây hấn. kể từ đó quân đội Triều Tiên đã củng cố biên giới bằng pháo binh tiền tuyến, các đơn vị quân đội mìn và dao chắn. Thông tin từ báo dân chí cho hay, theo quy định của hiệp ước giữa Moscow và Bình nhưỡng, nga sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Triều Tiên nếu nước này bị tấn công. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko vào ngày 15 tháng 10 khẳng định nếu Triều Tiên bị tấn công, tất cả các biện pháp hỗ trợ cần thiết sẽ được thực hiện theo luật pháp của chúng tôi, theo luật pháp của Triều Tiên. Ông Rudenko cho biết các điều khoản đó đều có trong hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên đã được đệ trình lên Duma Quốc gia Hạ viện Nga để phê chuẩn một ngày trước đó. Ông Rudenko nêu rõ hiệp ước đã nói lên tất cả, điều 3, điều 4. Hiệp ước đã được ký nên công khai, Điều 4 đề cập chính xác đến vấn đề hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị khiêu khích. Trong trường hợp một trong hai bên bị gây hấn, bên còn lại sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đệ trình hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên lên Duma Quốc gia để phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6. Hiệp ước quy định các bên nên duy trì và phát triển trên cơ sở lâu dài có tính đến luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi bên, vấn đề bình đẳng và các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế liên quan đến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Theo một bản ghi nhớ của hiệp ước, các bên tìm cách thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng hiệp ước quy định rằng trong trường hợp có mối đe dọa sắp xảy ra về một hành động vũ trang chống lại một trong các bên một bên sẽ theo đề nghị của bên còn lại ngay lập tức kích hoạt các kênh tham vấn song phương nhằm phối hợp quan điểm và hành động nhất trí về các biện pháp thiết thực có thể để hỗ trợ lẫn nhau nhằm loại bỏ mối đe dọa trong trường hợp một trong các bên bị một hoặc nhiều quốc gia tấn công vũ trang và sau đó rơi vào tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện mà mình có, theo Điều 51 Hiến trương Liên Hợp Quốc và phù hợp với luật pháp của Nga, Triều Tiên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, thỏa thuận mới giữa hai nước phản ánh lập trường phòng thủ đơn thuần và chỉ những ai có kế hoạch tấn công Nga hoặc Triều Tiên mới phản đối. Nga tuyên bố thỏa thuận này không nhằm chống lại Hàn Quốc hay bất cứ bên thứ ba nào khác mà như một lời cảnh báo tới các nước muốn dùng biện pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Nga và Triều Tiên đang thúc đẩy mối quan hệ song phương. Triều Tiên nhiều lần bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, cả Bình Nhưỡng và Moscow đều bác bỏ. Trong một diễn biến mới nhất, Kyiv Independent dẫn nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết Triều Tiên đã gửi 10.000 quân đến Nga để hỗ trợ, song hiện chưa rõ các quân nhân này thuộc binh chủng nào và sẽ đóng vai trò nào. Nga và Triều Tiên chưa đưa ra bình luận. Báo Công an Nhân dân vừa đưa tin, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết khoảng 1,4 triệu thanh niên, bao gồm sinh viên và viên chức trẻ của nước này, đã tham gia hoặc tái tham gia quân đội chỉ trong tuần qua kcna đưa tin những người trẻ tuổi quyết tâm chiến đấu trong cuộc chiến tranh thiêng liêng tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí cách mạng tuyên bố của bình nhưỡng về việc có hơn một triệu thanh niên nhập ngũ vào quân đội nhân dân triều tiên chỉ trong thời gian ngắn diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo triều tiên leo thang năm ngoái truyền thông triều tiên cũng đưa ra tuyên bố tương tự về việc công dân nước này tình nguyện tham gia quân ngũ để chiến đấu với kẻ thù Đáng chú ý, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt lên chiều ở phía nước này hôm 15 tháng 10, khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh báo. Động thái diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un triệu tập cuộc họp an ninh để chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động quân sự ngay lập tức. Triều Tiên cũng cáo buộc Seoul điều máy bay không người lái bay qua thủ đô Bình Nhưỡng và căng thẳng liên triều đã liên tục gia tăng vì những quả bóng bay chứa rác được thả từ Triều Tiên kể từ tháng 5. Bình Nhưỡng cho biết động thái thả bóng bay rác là để đáp trả những quả bóng bay do chính phía Hàn Quốc thả trước. Bản tin của KCNA có đoạn, nếu chiến tranh nổ ra, Hàn Quốc sẽ bị xóa khỏi bản đồ vì họ muốn chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng chấm dứt sự tồn tại của họ. Ngày 15 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã họp với các quan chức an ninh cấp cao vào ngày 14 tháng 10 để thảo luận về các hành động quân sự đáp trả sau khi có sự việc xâm nhập không phận của máy bay không người lái của Hàn Quốc. Tại cuộc họp, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra chỉ đạo thực hiện hành động quân sự ngay lập tức để đáp trả các động thái trên, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành nhằm động thái gian đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cuộc họp còn có sự tham gia của các quan chức tình báo và quân sự chủ chốt của Triều Tiên như Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA Ri jong il và Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Ri Chang-ho. Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang ngày càng leo thang trong những ngày gần đây, khi Triều Tiên vào cuối tuần trước tuyên bố thiết bị bay không người lái Hàn Quốc đã xâm phạm công phận và thực hiện việc rải chuyển đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng và đe dọa sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu các hành động như vậy xảy ra một lần nữa. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường liên triều ở phía Triều Tiên. Thông tin trên được Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS thông báo vào ngày 15 tháng 10, theo hãng tin Reuters. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 15 tháng 10, vào khoảng giữa trưa giờ địa phương, một số đoạn đường ở phía bắc của đường phân định quân sự MDL đã bị cho nổ tung. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ, Triều Tiên đã kích nổ một phần các tuyến đường Nghi và Đông Hê ở phía bắc đường ranh giới quân sự MDL vào khoảng giữa trưa. Cũng theo JCS, quân đội nước này đã nổ súng cảnh cáo ở phía nam của đường MDL nhằm đáp trả động thái cho nổ một phần tuyến đường liên triều của Triều Tiên. Hiện quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và sẵn sàng ứng phó theo thông báo. Các tuyến đường bộ và đường sắt Nghi và Đông Hê từng là cầu nối quan trọng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc được sử dụng cho các dự án hợp tác kinh tế và giao lưu nhân đạo. Trước đó một ngày, vào hôm 14 tháng 10, Hàn Quốc nhận định Triều Tiên đang chuẩn bị cho nổ các đường bộ kết nối liên triều sau khi tuyên bố sẽ cắt đứt giao thông đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái bay xâm nhập Bình Nhưỡng để giải truyền đơn. Bình Nhưỡng coi đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Trước đó hôm 14 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu được đưa ra vào đêm 12, dạng sáng 13 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo đó, quân đội đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh cần sẵn sàng trong tư thế chiến đấu và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Hôm 12 tháng 10, báo Rodong Sinmun Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin về các hoạt động mà Triều Tiên cho là của thiết bị bay không người lái thả tờ rơi trên bầu trời thủ đô nước này. Hồi tuần trước, KCNA dẫn thông báo của quân đội Triều Tiên cho biết bắt đầu từ ngày 9 tháng 10, nước này sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc và gia tăng phòng thủ vững chắc ở biên giới. Theo báo Dân Chí đưa tin, mới đây Bình Nhưỡng cảnh báo Hàn Quốc về hậu quả sau khi cáo buộc UAV của Seoul xâm phạm không phận Triều Tiên. Triều Tiên vào ngày 13 tháng 10 cho biết họ đã ra lệnh cho quân đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc vào tình trạng sẵn sàng khai hỏa. Mệnh lệnh này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có thảm họa nghiêm trọng liên quan tới cáo buộc UAV Hàn Quốc bay vào Triều Tiên. Trước đó Triều Tiên cáo buộc UAV Hàn Quốc bay vào Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này. Bà Kim Yo Jong là phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố rằng nước này đã sẵn sàng thực hiện hành động trả đũa mạnh mẽ nếu UAV mang theo chuyến đơn chống Bình Nhưỡng lại bay vào Triều Tiên. Bà đồng thời cảnh báo rằng thời điểm tấn công có thể đến bất cứ lúc nào. Đáp lại, Seoul cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Bình Nhưỡng nhằm gây hại cho người dân Hàn Quốc đều sẽ dẫn đến sự kết thúc của chế độ cầm quyền hiện tại ở Triều Tiên. Hôm 11 tháng 10, Triều Tiên cáo buộc UAV Hàn Quốc gắn truyền đơn bay vào Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng. Đáp trả lại, Triều Tiên tiếp tục thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc. Người phát ngôn của Triều Tiên cho biết máy bay không người lái xâm phạm không phận Bình Nhưỡng không thể do một tổ chức dân sự tự mình phóng đi vì cần có đường băng để phóng những loại UAV như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un ban đầu phủ nhận việc quân đội nước này điều động bất kỳ máy bay không người lái nào qua biên giới với Triều Tiên. Sau đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết họ không thể xác nhận liệu tuyên bố của Triều Tiên có đúng sự thật hay không. Vào ngày 13 tháng 10, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã cảnh báo nước này sẽ coi đó là lời tuyên chiến nếu máy bay không người lái của Hàn Quốc một lần nữa xâm phạm không phận của đối phương thông báo viết chúng tôi nghĩ rằng quân đội hàn quốc đứng sau các vụ việc máy bay không người lái xâm phạm không phận chúng tôi cảnh báo một lần nữa rằng nếu máy bay không người lái được nhìn thấy một lần nữa chúng tôi sẽ coi đó là uav từ hàn quốc và sẽ coi đó là lời tuyên chiến với triều tiên đồng thời sẽ hành động theo quyết định của chúng tôi